Nhật Bản vừa tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày hoàn thành hệ thống tàu siêu tốc Shinkansen vào ngày 1 tháng 10. Hệ thống tàu siêu tốc bắt đầu hoạt động trên tuyến Tokyo-Osaka vào năm 1964, giai đoạn diễn ra Đại hội Thể thao Olympic Tokyo. Con tàu này là biểu tượng cho sự phục hồi của Nhật kể từ sau thất bại hồi Thế chiến thứ hai. Kể từ đó, con tàu luôn là biểu tượng về sức mạnh công nghệ và hiệu quả của Nhật Bản. Tàu Tokaido Shinkansen là đại diện cho kinh tế Nhật Bản và những tiến bộ trong văn hóa và xã hội sau Thế chiến thứ hai. Trong một nửa thế kỷ vận hành, hệ thống tàu siêu tốc này đã vận chuyển khoảng 5,6 tỷ lượt hành khách với mỗi chuyến kéo dài 2 giờ 25 phút. Thêm vào đó, hệ thống cũng đạt kỷ lục về độ an toàn và đúng giờ. Chúng ta đã có thể tiếp tục hoàn thành kỷ lục không tai nạn trong suốt quá trình vận hành. Tổng thời gian trễ giờ trong năm ngoái đối với mỗi chuyến tàu chỉ là 0,9 phút và chúng tôi tự hào về hiệu quả này. Con tàu hiện đang chạy vận tốc hiện nay là 270 km/h từ Tokyo đến Osaka, do tuyến đường hơi cong vì điều kiện địa lý. Hệ thống đường sắt trung ương Nhật Bản hiện đang phát triển loại tàu siêu tốc thế hệ kế tiếp với vận tốc 581 km/h. Hệ thống tàu mới có tên là Maglev, nối giữa Tokyo và Nagoya, dự kiến sẽ được vận hành kể từ năm 2027 với chi phí là 5.100 tỷ yên, tương đương 61,4 tỷ đô la. Tuyến đường nối Nagoya với Osaka dự kiến hoàn thành vào năm 2045.